Oh man. Con gói thì cẩn thận đây. Rồi, đây là một chiếc đồng hồ này. Kẹp cá sấu này. Đồng hồ có dây này. Đây là dơ le này. Pin. Hết. Hướng dẫn sử dụng của đồng hồ. Pin để lắp cho đồng hồ. Rồi, bây giờ tôi sẽ test thử. Kiểm tra số lượng. Về đồng hồ thì cái này một cái là đủ này. Đồng hồ có ba thứ này là đủ này. Còn cái dây này, cái dây năm đôi rồi, năm đôi dây. Dây đủ. Rồi bây giờ test thử đồng hồ nha. Lắp pin. Và đóng gắn liền, gắn pin liền. Rồi cắt đấy. Cắt đây. Chiếc đồng hồ 108.000. Nó to. Biết là có bền có tốt hay không. Rất là nhẹ. Rồi đây là tháo để lắp pin. Để lắp pin ở đây. Tháo đây. Rồi tháo đây. Lắp pin. Tháo pin. Ok. Bật nguồn. Không phải. À. Xoáy này lên. Xoáy cái thang đo lên thì nó sẽ tự động bật nguồn. Cắm dây đo đấy. Không có công tắc nha, cái này không có công tắc. Thứ đo đường DC nhá, đường đo điện DC này, này đo điện trở này, đo tụ này, đo ampere điện một chiều, ampere điện xoay chiều, vôn xoay chiều, vôn một chiều, chắc quá. Rồi đo ôm nữa xem nào, đo ôm. Cái này còn đo diode, cái này là diode này, đo ôm này. Trang mây ra ôm kia ôm 2k 200 mây pin này
Em thấy 9.5. Đi với anh sao mà bên này tháo cái đồng hồ ra sao mà vẫn cao lên, không có viên 3.7 xem nào. Được 4 vôn bên này tốt à, còn viên cũ mà tốt à, đồng hồ có đúng không, 3.66. Thử đo một cái sạc, một cái củ sạc 5V thôi. Đây là một cái củ sạc 3V 200 mAh. Nó đi là 3V nào, xem có đúng 3V. Củ sạc hàng không? Không, lên điện. Không có điện, hay là củ sạc hàng không? Đo là củ sạc này xem. Củ sạc này 6V, 300 mAh. Củ sạc 6V. Sáu con đang lên tận 12.7, 12.3, 8.39. Sai à? Sao cái này có 6V đây? Có phải đồng hồ sai không? Rồi đo điện xoay chiều này. Điện xoay chiều cái này có thang đo cao nhất chỉ đến 750V thôi. Bảy trăm năm mươi vôn đâu mà điện lấy thôi, 226V, 227 điện xoay chiều. À, nói chung là hoạt động là tốt, đặc nấc điều kiện, nấc điều kiện này bắt chặt quá. Cho vào đây, đây là cái bảo vệ bằng cao su để tránh rơi vỡ và chặt. Rồi, cứ dùng. Chả biết là có bên này không, không thể là được. Rồi, đấy là chắc chắn nhẹ nhàng. Chả biết có bên này. Cái con kẹp, kẹp nghe được. Và cái này đây, đây là cái module vừa nghe. Rồi này tôi sẽ để lắp cái này thì thiết kế cùng với cái này. Hai con này sẽ lắp với nhau. Module có thể là kích âm hay kích dương. Đây có một cái răm, răm này là để chuyển vị trí, thì bây giờ đang ở vị trí này là đang là kích âm, nếu ta chuyển sang vị trí này thì sẽ là kích dương. Rồi dây len này là chạy dây len cách ly, đây là chạy điện 220V. Đường cặp điện này là 5V. Rất đen. Rồi, để video khác tôi sẽ lắp đặt cái này xong.